Tôi xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình sẽ review lại mình lắp ráp quạt nha anh em. Quạt để gắn cho mấy phòng thay đồ cho sếp thời trang anh em. Bây giờ hàng ở Sài Gòn mới nhập về nè anh em. Mình mới phù hợp luôn em. Sẵn tiện quay lại cho anh em coi luôn em ha. Quạt Sankyo, quạt che từ mã hàng nè anh em. Đó anh em thấy không? Là mới nhập về anh em à. Đây mình về khu gà bà cây anh em ơi. Bà cây vô hết rồi. Ok anh em ơi. Và đó là mình tiến hành mình lắp ghép nha anh em ơi. Ok anh em. Ở đây là ở trong nha anh em. Rồi ok anh em ơi, giờ mình cách lắp ghép quạt chắc cũng đơn giản anh em, chắc cũng ai cũng biết hết trơn anh em đó đúng không, nhưng mà mình ở đây mình chỉ review cho những anh em mới nào mà chưa biết anh em mình review thôi. Nói chung có gì mình chia sẻ cái đó để anh em mình tham khảo chơi thôi, chứ cái máy này mình thấy đơn giản quá mà. Lúc mình gắn mình chú ý nó có cái miếng này nè anh em, cái thanh này nè, thanh cặp này nè, là mình đưa lên trên anh em ơi, chứ khi cũng sơ sức quên đưa xuống dưới anh em đó, đó cũng không có gì hết trơn á, mình chỉ có nó hai lỗ mình đưa đúng chiều là được anh em. Xong rồi mình xiết cái con ốc nó lại thôi anh em, ốc nó bằng nhựa anh em, ngàm mà ngàm nhựa không anh em xiết kỹ kỹ xíu thì dễ hư găng. Ok anh em, mình xiết cho nó cứng anh em. Rồi ok. Anh em thấy không, mình đã xiết rồi anh em. Bây giờ mình vô cánh quạt anh em, cánh quạt này của mình nghĩ không có gì hết trơn, mình chỉ đút vô thôi anh em ạ. Cánh quạt rất là đơn giản anh em ạ, chỉ đưa vô cứng rồi nó tự ngậm lại thôi anh em. Chứ nó không như quạt của mình phải còn một kia nữa anh em, một cái găng dặn nữa. Rồi, ok mình sẽ bắt đầu mình đẩy cái lưới này anh em ơi. Rồi ok em. Rồi ok anh em ơi, kẹp không anh em. Mình lắp ráp xong cái quạt. Đây mình chỉ canh hai cấu vít ngay đây anh em, rồi mình bắn vô tường xong rồi mình lấy mình gài lại thôi. Là xong. Chung quạt này mình thấy chỉ đỡ thôi chứ thiếu quá. Rồi ok anh em, mình tiếp tục mình gắn cái thứ hai anh em nha. Có ai thích kênh của mình thì cho mình một lượt đăng ký, một lượt like, một lượt comment, chia sẻ giùm mình anh em, để mình có động lực mình ra những video tiếp theo anh em. Mình là thiết kế xây dựng Hưng Thịnh ở Sóc Trăng anh em. Đó, mình cũng làm giống thịt vậy anh em, rồi dặn lại đơn giản. Đó, canh sao cho nó ngay, rồi có cái dòng này bánh sách nè, quan trọng cái này thôi, đừng gắn ngược quay xuống, rồi bắt đầu mình dặn con này vô thôi anh em. Còn cách nào hay nó thì chỉ mình, comment chỉ mình.
cảm ơn, mình học sẽ học hỏi. Đó, mình dặn xíu sao cho nó cứng, đừng lưới sao đừng nó rùa, lúc lắc là được rồi anh em. Mình ở đây mình thấy mấy câu điện, mình mới test ba cái máy lạnh, hai cái 2,5 chạy lạnh quá nè, mà giờ mình đang test thôi chứ mình tắt cũng không được. Test cái lượng điện như thế nào anh em, nó chịu nổi dòng tải không anh em. Lạnh lạnh muốn cúm luôn anh em. Cảm ơn bạn đã chọn Sanco trong vô vàn sự lựa chọn ngoài kia. Mong rằng sản phẩm của Sanco sẽ làm bạn hài lòng. Hài lòng hả anh em? Nếu có điều gì không vừa ý bạn hãy liên lạc. Liên lạc hay là liên hệ anh em. Liên lạc thì thấy dùng từ ngữ nó không đúng anh em ha. Liên hệ trực tiếp với Sanco nhé thì hay hơn. Cái này là bạn hãy liên lạc trực tiếp với Sanco nhé. Chúng mình sẽ hỗ trợ hết khả năng thì không đó. Chúng mình luôn lắng nghe và trân trọng những góp ý của bạn để nâng cao chất lượng. Trời ghê vậy. Nếu bạn hài lòng đừng quên đánh giá 5 sao. 5 sao luôn anh em cho Sanco nhé. Cảm ơn đã cho Sanco cơ hội phục vụ bạn. Bạn có cho cơ hội không? Thấy sử dụng từ ngữ mình thấy nó không ngọt cho lắm anh mà hai bạn ha. Ok, mình tiếp tục mình gắn thôi, mình tào lao như đủ rồi. Tào lao quá bạn ơi. Nó nói là phải vui vẻ nghe mấy bạn. Buồn phiền làm gì. Sống trên đời không tiền không sao, đừng có buồn phiền. Buồn phiền là sẽ là u mình, con người mình u phiền thôi thằng mấy bạn ơi. Sống vui lên. Gió là có cái cuối cùng là nó hơi khó khăn đúng không mấy bạn? Đây mình làm biến vô thôi các bạn, chứ thật sự mình phải tháo cái lưới này ra mới đúng. Cấp hai gỗ lại là nhanh nhất, cực kỳ là cách nhanh nhất. Tết rồi công việc ổn định không? Chia sẻ mình được không? Công việc thế nào rồi? Năm nay mình cũng bèo quá anh em ơi. Là không bằng mỗi năm anh em ơi. Anh em ơi có gì chia sẻ mình. Còn ai muốn trang trí lại nhà cửa là cao qua gian làm xây dựng thì cứ alo mình sẽ có đội ngũ chuyên nghiệp làm cho mọi người. Những clip mà mình chia sẻ lên trên kênh là clip thật lòng không anh em. Mình xây dựng thì mình quay lên thôi nè.
không dài vậy, không quay clip qua cho anh em ơi. Đây ok nè, mình cuối cùng mình cũng đã xong rồi bạn, là hai cây nha anh em. Cái cây thứ ba nè anh em. Tới phần gắn quạt chắc mình không có chia sẻ clip anh em ơi, tại gắn hai ba cốt dứt rồi máng cái quạt lên thôi, cái đó anh em chắc cũng đã biết rồi, mát không anh em, mát quá anh em ơi, ở đây đang lạnh quéo luôn.